Trong suốt 24 năm gắn bó với ngành giáo dục và 15 năm trực tiếp giảng dạy, cô Nguyễn Thị Hồng Dương, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mỹ Lâm, xã Mỹ Lâm đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của huyện Hòn Đất. Đặc biệt cô vừa vinh dự được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Cô là cán bộ quản lý duy nhất và cũng là giáo viên mầm non duy nhất trong 12 giáo viên được công nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú của huyện Hòn Đất. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Dương, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mỹ Lâm cho biết, trong 24 năm công tác trong ngành thì có 15 năm cô đứng trên bục giảng. Chính điều này đã giúp cô hiểu rõ hơn về tâm tư, tình cảm và những thuận lợi khó khăn của giáo viên trực tiếp giảng dạy. Từ đó, cô và tập thể giáo viên kịp thời có hướng điều chỉnh về chuyên môn, động viên về tinh thần để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình. Khi ra trường và nhận công tác thì bản thân em còn rất là bỡ ngỡ, nhiều cái thì em chưa biết và em được sự giúp đỡ của các chị em đồng nghiệp thì chia sẻ cho em rất là nhiều kinh nghiệm và thường xuyên hỏi thăm, động viên, đặc biệt là ban giám hiệu và cô Nguyễn Thị Hồng Dương. Theo tập thể giáo viên của trường và đặc biệt là những giáo viên đã công tác lâu năm cùng cô Dương đều nhận xét cô Dương gần gũi, hòa đồng cùng với tập thể. Đặc biệt là trong các hoạt động chuyên môn, cô đều tích cực tham gia và có ý kiến đóng góp kịp thời. Từ đó, cô và tập thể nhà trường đã phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng được một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên đạt giải cấp tỉnh giáo án e-learning. Từ khi thành lập trường tới giờ và trong quá trình công tác thì tôi thấy cô Dương là một người mà có lối sống rất là giản dị, lành mạnh. Và trong lề lối làm việc thì rất là tốt và có trách nhiệm trong công việc cao. Và với chuyên môn thì rất là vững vàng. Và trong 15 năm công tác chung với cô Dương thì tôi đã học hỏi cô Dương được rất là nhiều. Bên cạnh đó, cô Dương còn khuyến khích tập thể giáo viên của trường tận dụng sản phẩm nhựa đã qua sử dụng để làm đồ dùng dạy học, làm các vật trang trí, khu vui chơi cho trẻ. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa giáo dục trẻ về tính tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Trường Mẫu giáo Mỹ Lâm vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2015 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2016. Và hiện nay, trường đang chuẩn bị để các cấp chuyên môn về thẩm định và công nhận lại 2 tiêu chuẩn trên trong năm 2021. Từ khi là hiệu trưởng thì tôi cũng xác nhận đây là một cái bậc học đầu tiên của cái hệ thống giáo dục quốc danh, cho nên là luôn giúp đỡ đồng nghiệp rồi trao dồi kiến thức và luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh em để giúp đỡ giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để phát triển nhà trường được tốt. Về thành tích cá nhân, trong nhiều năm liền cô Dương đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện, 10 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cô Nguyễn Thị Hồng Dương thì có cái lối sống giản dị, gần gũi với mọi người, cũng là người có cái tinh thần cầu tiến và tích cực trong công tác. Hàng năm là đều có cái viết cái báo cáo sáng kiến và cũng được cấp trên công nhận. Với nhiều đóng góp và thành tích bản thân đạt được trong suốt 24 năm cống hiến cho ngành giáo dục địa phương, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồng Dương không chỉ là tấm gương để tập thể giáo viên nhà trường học tập, noi theo, mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục huyện Hòn Đất.